Để ánh sáng một cách chuẩn nhất thì đầu tiên chúng ta phải hoàn thiện vật liệu kính để ánh sáng có thể đi xuyên qua kính và chúng ta nhìn vật liệu và ánh sáng nó thật hơn. Còn nếu chúng ta không làm vật liệu kính trước thì ánh sáng của chúng ta có thể bị cháy hơn nhiều. Các bạn nhấn phím M, nhấn phím hoặc bấm biểu tượng này, chúng ta làm vật liệu kính đầu tiên. Sau khi bảng hiển thị, các bạn kéo từ đây ra một vật liệu PRAMTA và tôi đặt tên là kính, chuột phải rename kính. Ok, các bạn nhấp đúp hai lần vào vị trí này, chuột trái. Reflex, các bạn tăng cao hết cỡ. Check vào sử dụng độ suy giảm của đối tượng phản xạ. Và refract, tôi cũng tăng cao hết cỡ luôn. Và check vào effect scale down để ánh sáng đi xuyên qua kính. Màu kính nếu các bạn muốn có thể chọn màu fog color này. Bây giờ tôi chọn đối tượng kính, nhấp đúp vào, cho lớn lên và hiển thị. Chúng ta chọn đối tượng cửa sổ và gán vào. Bây giờ ánh sáng có thể nhìn xuyên qua kính rồi. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng ánh sáng với hai loại đèn chính, đó là đèn fluorescent và velay blend. Đầu tiên chúng ta chọn qua tab đèn, chọn đèn velay và kéo đèn fluorescent ra. Cách đặt tôi sẽ đặt trên mặt top, hướng cửa sổ chúng ta, hướng cửa sổ chúng ta đây, chúng ta sẽ kéo từ đây vào. Và tôi nhất đồng ý đặt môi trường. Bây giờ tôi qua mặt ép, kéo đèn fluorescent cao lên. Ví dụ tôi kéo lên trên này. Sau đó tôi chuyển vùng nhìn này, tôi bấm render, hoặc nếu muốn lần sau các bạn bấm bất kỳ vùng nhìn nào mà nó đều render vùng nhìn này thì chúng ta bấm như sau, chọn vùng nhìn này, các bạn bấm biểu tượng này và chọn khóa camera, sau đó tôi bấm thoát ra. Bây giờ tôi sẽ chọn render trên bàn phím này. Tôi thấy đối tượng chúng ta tường này thì cắt hết là thứ nhất, màu còn hơi vàng. Vì vậy tôi sẽ phải chọn camera này một cách chọn đối tượng này. Select camera và qua modify, chúng ta tăng cái phần clip này lên, tăng sâu một chút. Sau đó các bạn chuột phải màn hình lấy lại cái view vừa chúng ta render. Bây giờ tôi sẽ kéo mình này render lại xem nó hết chưa. Đã hết rồi các bạn. Vậy là chúng ta đã khử thành công. Bây giờ chúng ta nhấn F10 lên cho ảnh nó nhỏ lại, render cho nhanh. Tôi khóa. Bây giờ mình chọn khoảng 800 thôi. Enter. Đóng lại và tiếp tục render để xem tổng thể phối cảnh. Với ánh sáng cũng tương đối, nhưng với nguồn sáng này các bạn có thể tăng lên. Các bạn nhấn phím H trên bàn phím, bấm vào display non không chọn và chọn hiển thị đèn thôi, chọn velocity enter. Tôi muốn bầu trời trong hơn, tôi giảm thông số xuống bằng 2 và cường độ đèn tôi muốn tăng lên một chút nữa, tôi giảm 1.2, tôi tăng 1.2 enter và render lại. Cảnh chúng ta đã sáng hơn một chút rồi. Tiếp theo tôi thấy cường độ sáng còn chưa đẹp, tôi tiếp tục dùng một loại đèn hỗ trợ nữa. Ở video này tôi sẽ giới thiệu các bạn một cặp đèn, đó là Vela và dạng Play trên cùng. Chúng ta cùng nhau về mặt F, mặt left để chúng ta vẽ đèn. Tôi chọn Vela và kéo này. Ok, ở trên mặt top chúng ta thấy đèn chúng ta đang ở vị trí này. Chúng ta cùng nhau kéo gần phía cửa sổ này. Các bạn chú ý rằng vị trí đặt đèn cũng khá quan trọng. Tôi sẽ cho ở bên trong để tránh những trường hợp rủi ro là đôi khi bóng đổ hoặc là cái phần làm mịn nó bị lỗi. Tôi để đèn ở bên trong này. Và đây chúng ta scale nó nhỏ lại. Vừa cửa sổ thôi. Và di chuyển xuống. Đèn đang hướng chiếu bên trong. Tôi đang chọn đèn và qua modify tiếp. Chúng ta có cường độ đèn. Ở đây tôi để mặc định 30 và render. Các bạn thấy rằng đèn thì đã ở bên trong rồi và cảnh thì cũng đã sáng lên. Nhưng mà cái đèn này chưa được ẩn đi nên nó có một màu trắng xóa. Tôi bấm vào phần Invisible ẩn đèn. Các bạn check vào Tone with Ambient Map để phần ánh sáng đèn phát ra sẽ mịn hơn.
Bây giờ chúng ta render lại vùng này. Xem đèn đã ẩn đi chưa? Các bạn đã nhìn thấy bầu trời rồi, đèn đã ẩn đi hoàn toàn. Cường độ đèn chúng ta cùng nhau tăng lên một chút. Tôi có thể tăng lên 60 và render lại. Thì ánh sáng trong phòng sẽ sáng hơn chút nữa. Ở đây chúng ta sẽ kết hợp cả đèn Vele Sun và đèn Vele Light để tạo ra một ánh sáng chung đẹp nhất. Đây là bộ đèn có thể kết hợp trong nội thất. Tôi tiếp tục tăng đèn này lên khoảng 100. Render đến khi nào ánh sáng tôi cảm ứng ý rồi. Tiếp theo tôi chọn Vele Sun và tăng lên 1.5. Tiếp tục render. Với cường độ 1.5 thì bầu trời ngoài đã bị cháy, tôi giảm xuống. Vậy với chỉ hai cái đèn thôi, không gian chúng ta đã có ánh sáng tương đối đẹp rồi. Còn những phần răng cưa này mình sẽ thử sau, bởi vì bản chất chúng ta chỉ lấy ánh sáng chung mà thôi.